Đây là quang cảnh lúc 10 giờ sáng ở Costco. Họ xếp hàng dài cả gần cả một cái block đường luôn, từ đầu đường cho cuối đường. Còn đây là quang cảnh của Walmart với lại Target. Đó, quý vị thấy đồ ăn, mấy cái hàng đồ ăn cần thiết là trống trơn. Đó. Mình đang đứng trước chợ Mắt Smart Final. Vô chợ này là cũng được, cái đoạn đường không có người gì hết. Ủa, em chuẩn bị mấy cái này hết chưa? Để sát trùng. Sát trùng. Thường bữa đó là cái chợ này nó cũng vắng lắm. Vắng nhất trong các chợ mà hôm nay nó đông vậy. Ra thì đồ ăn cũng còn nhiều lắm, hơi đông hơn bình thường thôi, có nước và giữ vệ sinh là không biết. Kisses. Ủa, hồi sáng mình đi cái hôm nay là sáng sớm là lúc 7 giờ mấy là hôm đó đi mua thịt rồi. Cái chỗ này là sale nào bây giờ không còn cái nào nữa. Ô, thịt vẫn còn nhiều. Cho nên đừng có lo lắng lắm. Kiếm chỗ qua rồi. Chè nước kìa, thẳng qua trước em. Mấy cái nước mà tương đối là rẻ tiền thì là hết rồi. Nước mắc mắc chút xíu vẫn còn ha. Mấy thùng nước suối bình thường mình gọi là nước suối hết rồi. À, nước suối bình thường của mình là hết rồi đó. Cái bình đó đó quý vị có thể đến Walmart hay là Home Depot hay là Step Brother, mấy cái chợ lớn lớn đều có bán mấy cái thùng không đó. Xong rồi mình ra ngoài mình refill, cứ mỗi 5 ga lon vậy là khoảng chừng 1 đồng 75. Mình refill mình trả tiền ở ngoài đó luôn, mình khỏi cái khỏi biết cái lai dài đông người, khỏi cái lai dài đông người càng nhiều càng tốt. Trời đang mưa ào ạt, bà con đang đi mua sắm vô trỏng thì á hả, đông nghẹt trỏng, giờ đang lấy nước. Bà con mình nếu mà mình lấy nước mà không còn nữa thì mình đi tới đỡ mấy cái máy này nè, mình đi xin nước. Chỉ có 35 cent cho 1 gallon thôi. Có nghĩa là một bình 5 gallon này chỉ có 1 đồng 75 cent này. In case để cho mình nếu mà mình cần thiết phải sử dụng trong những ngày mình không thể đi ra ngoài hoặc là không có nước để mà xài thì cái này mình sử dụng, mà nếu mai mốt mà không xài thì mình lấy mình nấu ăn cũng được. À, ok, để tiếp đi anh. Thì tiếp. Lấy cái này thì rất là đơn giản. Sao cái nắp nó bể? Đơn giản lắm. Giờ ha, mình mở này ra. Mở này ra, bỏ vô đây. Đó, mình để ngay center ha, mình để ở giữa nè. Sau đó cái này nè, mình có tiền mình bỏ vô đây. Còn không mình bỏ thẻ. Mà cầm thẻ chắc ăn đi, cầm tiền giờ nhiều khi virus nó dính lên trọng. Rồi bỏ vô. Bỏ vô ha. Rồi nó hỏi mình là mình muốn chọn cái nào, mình bấm 5 ga lâu. Rồi,
Ok đó nè, bây giờ nước nó chảy xuống rồi. À, đơn giản ha, lẹ nữa, khỏi phải xếp hàng. Mà nước này cũng ok lắm quý vị. Nước này uống rồi ăn, nấu ăn này nọ cũng rất là tốt, tại vì có máy máy lọc nó rất là tốt. Hand sanitizer mà không lo tự làm, đi đâu mình cũng cầm theo, cứ 5 phút mình rửa tay, mình nhớ rửa luôn cái bình nha, rửa luôn cái bình, tại vì khi cái tay mình dơ mình bóp vô đó, cái túi an toàn mọi lúc mọi nơi. Đi ha. Dự trữ cả tuần lễ trước rồi, hôm nay người Mỹ họ mới bắt đầu lo lắng, họ đi mua dữ dội. Chứ Việt Nam mình lo xa, nhưng mà chắc lo xa là tốt. Lo xa là tốt. Vừa rồi thì mới vừa đổi hai bình nước cho một bình ga, bình ga thì mình mua mới luôn. Phòng ngừa lúc nào nó lỡ nó bị cái gì nó cúp ga mình còn đồ đó mình nấu. Cái này là mất kiến thì em lỡ như trong nhà mình có người bệnh, mình cần sử dụng đo mất kiến, thầm lo mua mấy cái bộ đồ bằng giấy rồi mình mặc một lần mình bỏ để mình khách kê cho người bệnh, hoặc là trường hợp ở ngoài mà nó quá đáng, quá sức tưởng tượng đi, mình cần đi ra đường, mình cần phải sử dụng cái này. Với lại nhiều khi mình phải mua thêm hộp quẹt, lỡ như không có điện, không có gì, mình cần hộp quạt, mà hộp quạt đương nhiên nhà nào cũng có, mình khi tới lúc mình cần sử dụng thì lại hết ra, cho nên nhớ mua những cái dụng cụ này. Không có kiếm ra những cái đồ bảo hộ thì không lo mua áo mưa đó, nguyên bộ đồ áo mưa, nhiều khi mình chùm nó cũng kín lắm thì mình sử dụng được vài lần, chuẩn bị cho mùa dịch. Chúc cả nhà mình ai cũng khỏe hết, hy vọng là sẽ qua nhanh để cuộc sống của chúng ta trở lại bình thường.